do Campus Run Việt Nam, bộ phận chuyên trách du học của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, tổ chức vào sáng 18 tháng 7, đã thu hút gần 200 sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Diễn đàn nhằm cung cấp những kiến thức và trả lời thắc mắc của các bạn sinh viên lần đầu rời xa gia đình và quê hương Việt Nam để đi du học. Theo bà Nguyễn Ngọc Hưng, giám đốc văn phòng Campus Run tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm có từ 1.200 đến 1.500 học sinh Việt Nam sang Pháp du học. Riêng năm 2019 có 1.700 em. Năm nay, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên ban tổ chức đặc biệt chú trọng hướng dẫn cho học sinh trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh dịch và yên tâm học tập khi sang Pháp. Ngày 14 tháng 7 năm nay thì văn phòng bên visa họ đã bắt đầu hoạt động trở lại và các bạn bắt sinh viên có thể nộp hồ sơ xin visa để mà tiếp tục đi du học ở Pháp. Và hiện nay thì sinh viên là đối tượng được xử lý ưu tiên trong vấn đề xử lý visa. Ngoài ra thì bắt đầu hiện nay tình hình thì mình thấy là các bạn đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ráo riết trở lại, nộp hồ sơ rất là nhiều để mà đi chuẩn bị đi học. Thì đầu tiên trong cái tình hình hiện nay thì các bạn cần phải biết là cái kế hoạch học tập nó vẫn diễn ra như là dự kiến, tức là mình sẽ khai giảng vào mùa thời điểm là tháng 9. Do đó những cái điều mà cần phải làm trong kế hoạch học tập của mình thì các bạn vẫn luôn phải tiếp tục, chẳng hạn như là phải thường xuyên trực tiếp liên lạc với lại trường để mà coi là nhà trường sắp xếp kế hoạch học tập như thế nào, chuẩn bị nhà ở ra sao, rồi chẳng hạn khi đến nơi thì các bạn sẽ sắp xếp cuộc sống như thế nào. Tại diễn đàn, các chủ đề thiết thực gần với mối quan tâm của các bạn sinh viên đã được giải thích, hướng dẫn cụ thể như chuẩn bị hành lý, quản lý chi tiêu, nhà ở, thủ tục đăng ký trường tại Pháp, thủ tục cư trú, tìm việc làm thêm, thực tập tại Pháp và tiện ích cuộc sống. Bên cạnh đó, thông qua việc gặp gỡ và trực tiếp đặt câu hỏi với các sinh viên đang theo học và làm việc tại Pháp đã giúp cho các bạn học sinh thêm tự tin, kinh nghiệm để sẵn sàng cho hành trình mới. Mình đã có sự chuẩn bị tiếng Pháp từ rất là sớm, tại vì ngay từ năm lớp 1 là mình đã bắt đầu theo học tiếng Pháp rồi. Và kể từ lần đó thì gia đình cũng sẽ hướng cho mình sang du học Pháp. Và đến năm cấp 3 thì mình cũng đã quyết định là hết cấp 3 thì mình sẽ bắt đầu cuộc sống du học ở Pháp. Trong mùa dịch Covid-19 này thì các trường đại học bên Pháp cũng đã có những biện pháp như là cho học sinh nghỉ học theo quy định của chính phủ. Và trong thời gian đó thì mọi trường đều cho học và cả thi cử đều là online hết. Vậy nên là mọi người có thể bắt đầu không cần phải quá lo lắng về tình hình dịch Covid bên Pháp. Thì bây giờ thì chính phủ bên Pháp cũng đã bắt đầu dỡ lệnh cách ly dần và mọi người cũng đã dần bắt đầu lại với cuộc sống bình thường ở bên Pháp rồi. Ngành nghệ thuật, chính xác hơn là hoạt hình 3D. Cho nên theo mình thấy thì thật sự mà nói, cái Pháp thật sự là cái nôi của nghệ thuật, văn hóa. Cho nên là khi mà mình đến Pháp, mình được mở mang rất là nhiều thứ. Không chỉ liên quan đến nghệ thuật là hội họa của mình mà còn là âm nhạc, văn học và những thứ khác. Mình thật sự không quá lo lắng về ý là môi trường trường học ở Pháp trong mùa dịch Covid này, thì đối với trường mình thì nó khá là bình tĩnh, bởi vì mọi người vẫn học online rất là bình thường, kiểu mọi người học sinh và thầy cô vẫn học rất là nghiêm túc và vẫn làm bài, vẫn hoàn thành kiểu bài tập đầy đủ, cho nên là mình cảm thấy mọi chuyện nó vẫn rất là bình thường. Diễn đàn du học Pháp là sự kiện được tổ chức thường niên, nhận được sự quan tâm của đông đảo các em học sinh, sinh viên trên cả nước. Lần thứ 15 này, diễn đàn được tổ chức tại Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.